Hi, xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay mình có con vịt cả nhà. Mà tính kho ăn cơm mà chú Hai nó vịt mới kho ăn cơm rồi, ăn cơm nữa ngán quá. Cho nên là hôm nay mình sẽ đem con vịt này đi ướp chào để chiều nay nướng nha cả nhà. Đây, vịt nè cả nhà thấy không? Vịt này khoảng con này khoảng 2 kg. Bây giờ mình sẽ đi rửa, mình sẽ chặt nhỏ ra mình ướp cho cả nhà xem nha. Cả nhà chờ mình chút xíu nha. À, cả nhà ơi, mình đã ướp rồi nè nha. Mình nãy mình chặt vịt xong xuôi mình ướp rồi nè. Có tăng cường thêm là cà tím với lại đậu bắp ăn cho nó có bổ cả nhà, cho nó đỡ ngán. Cái này nói chung là ăn cũng, nhưng mà cái này hơi thiếu mà của dị hương, nó chắc không có được thơm lắm. Nhưng mà thôi, mùa dịch này cũng hạn chế đi tới lui á, cho nên là cũng đơn giản như thôi cả nhà. À, thì cái này giờ mình ướp khoảng nửa tiếng nha cả nhà, nửa tiếng hoặc 45 phút thì nó thấm vô thì nó ngon hơn. Rồi cả nhà chờ mình nha. Hôm nay mình đi chú Hai nướng trên bếp điện, nướng trong nhà cả nhà, ngồi trong nhà nướng, đi ra ngoài mà sợ mưa cả nhà nên thôi nướng ngoài thôi. À, trong nướng trong nhà thôi. Rồi bây giờ mình đang cho lửa lên nè các bạn, mình ướp nãy giờ cũng đã 45 phút rồi. Bây giờ bắt đầu mình sẽ nướng nha các bạn. Bắp xanh tươi quá em chú Hai ơi, mình có một mình khó cầm quá, để mình gấp mình để lên dĩ chút xíu rồi mình sẽ quay tiếp các bạn xem nha. Đây mình cho lên một mẻ nè cả nhà. Đó, để cao cao một xíu. Cả nhà thấy hấp dẫn chưa? Cả nhà xem video nhé, để lại cho mình một like, một share, một đăng ký nha cả nhà. Đó, giờ này ít làm video nên mất tương tác quá trời quá đất rồi. Sơ sơ cho cả nhà coi chút xíu rồi tiếp nha. Đó, chảy quá trời, sơ luôn. Mình mới vừa trở nè cả nhà, tấp vàng được bên này đó, hấp dẫn quá chú Hai ơi, nhanh lên chú Hai ơi. Ê, chú Hai nè cả nhà, chiều quá không, chú Hai chào quá chú Hai, chào cả nhà, đó, thấy không, đi làm giờ là chiều bóng lớn, cộng vàng cây đâu, cộng vàng một cây đâu rồi, thơm quá, lần sau đây tới nhà. Hả? À, cộng với vàng một cây của ông đâu rồi? Người thơm quá sao cả nhà? Đang hỏi cộng với chuyện một cây đâu phải không? Nói đâu rồi? Gửi rồi. Trời ơi trời. Gửi dưới quê rồi. Có không nha? Có chứ, trời đâu có nó dốc đâu. Về bữa về lấy, hết dịch về lấy. Dưỡng, dưỡng cà phê, chờ đợi là hạnh phúc. Về bữa lấy đeo lên nhát người ta chơi. Nhát rồi cho người ta giật khóc chắc chết. Đỡ bà kia mượn đi đám cưới rồi bà không thèm trả, khóc chết chết rồi. Cho luôn gì đâu, cho khóc chết chết rồi. Đó, đứng chơi mà sợ mưa rơi. Đây nãy giờ nướng được như đây nè cả nhà, đó dĩa rau củ nữa, còn đây là phần trên bếp đang nướng tiếp. Đây làm món này hơi vất vả tí mà được cái ăn ngon nữa nha. Đây mẻ này mẻ cuối nha cả nhà. Đó, chiều nay ăn cơm đơn giản với chú Hai vậy thôi. Sao chú Hai thấy ok chú Hai? Ok. Ok không? Ok. Gà nướng, vịt nướng không à? Vịt nướng cao được chứ. Đơn giản, nói vậy đó anh ta cơm đâu. Bác, đơn giản gì? Cơm gà rán Trung Quốc. Đây, còn mấy mẻ nữa, mấy cục nữa là hết rồi cả nhà ơi. Đấy, một con vịt đó, mình chặt đầu cánh rồi chân mình kho cả nhà. Đó, còn cái mình thì mình để mình nướng. Mùa dịch này phải chơi tính kinh tế nó cỡ đó đó, nhưng mà còn nghèo hoài đó. Đây, hấp dẫn quá cả nhà, chờ chút xíu để mình với chú Hai review cho cả nhà xem nha. Đây cả nhà ơi, bây giờ là thịt chín rồi, dọn cơm ra giờ mình với chú Hai ăn nha cả nhà. Đấy, vịt nướng chao. Đây là nước chấm, nước chiên chao.
Đây là cái đậu bắp với lại cà tím mình nướng lúc nãy đó cả nhà. Đấy, cơm. Bia thì để làm mẫu làm kiểu thôi chứ không biết. Chú Hai quất với con quất à. Đấy, giờ chú cháu chuẩn bị ăn cơm nha cả nhà. Rồi mình mời cả nhà nha. Đấy. Rồi, thôi bây giờ hai chú cháu ăn cơm nha cả nhà. Đó, hôm nay làm video bài bản cho cả nhà coi luôn. Đó, chứ hôm nay thì nói chung mình có thời gian nhiều hơn. Chú Hai ăn thử cái đùi vịt nha, ăn cái thịt nè, cái lườn nè, cái lườn này có thịt nè. Vậy? Cái lườn có cái thịt. Đùi. Cái lườn ngon, cái đùi. Ừ. Thử đi. Rồi chấm vô miếng này. Đó, xin mời cả nhà nha. Cơm cả nhà ơi. Đó. Dài quá. Vịt nướng mà phải dai thôi. Mà dai mà nó ngọt nha. Mình cũng làm cái đùi nhỏ thôi. Sao đùi chú Hai bự, đùi còn nhỏ xíu chú Hai. Tao lớn mà, tao lớn rồi phải đùi bự. Kỹ trời. Ừ. À, mời cả nhà nha. Đó, cái này phải bóc quá nha. Ngon quá. Trong này cũng hơi dai cho nên là phải bóc trong cách. Ngon quá. Ok, đâu có dài lắm. Ngọt ha, ngon ha. Bỏ chua lên đi nha. Đây không? Mình bỏ dưới. Chút Tamino ăn chưa? Thì nó bắt cái kênh nào gặp này. Nó đâu biết làm tí đâu. Nó bấm nông dân family là thấy liền. Ngon quá. Hai chồng nuôi cái kèo lỗ mấy chục triệu. Lỗ không? Sao? Không có giá. Bây giờ xây qua thẻ mới kéo hầm bán được có 4 triệu rồi. Tin tin thả hả? Ừ. Làm ăn vợ gì cũng khó khăn hết mà. Để nợ không? Nợ tiền điện, tiền quạt, mà lấy tiền hơn, chi phí hơn nè. Ừ. Chạy tối ngày sáng đêm luôn, đâu có ngừng không? Đúng rồi, ngành nào nó cũng có vất vả ngành đó chứ. Đây, à, mời cả nhà nha. Vịt nướng rất là ngon. Nó tiền điện xong thì thấy tàn mạc. Nó mới 2 tháng mấy rồi nó chết rồi. Đó. Bơm á. Ừ. Nếu bọn mày nuôi tới bán được hả? Không dám đâu. Có biết không? Đúng 3 tháng bán mà mới 2 tháng chết rồi lỗ luôn. Đó, giờ mới kéo hàm bán được có 4 triệu rồi không đủ con giống nữa. Rồi tiền quạt điện chạy 2 tháng trời đó mà tính bao nhiêu tiền, tiền ăn của nó. Ăn cử 3 ngày 3 cử. Hầm bữa không? Không qua chừng gần 2 xào à. À xào nó bự cái bộ. Ờ. Hai xào mày gắn này. Hai dàn quạt, mày nhúng mạnh nữa 3 dàn quạt. Để quạt mới đủ công suất chứ không? Ờ, nếu mà yếu là ngạt oxy nó chết. Đó. Rồi bây giờ người ta chơi kiểu kia nữa. Không phải chơi như mày đâu. Dựng ốc tàu này đó, dựng bữa hổm đó. Chảy bạc ái với luôn. Rồi không thấy miếng xịn luôn. Đó, quạt chạy. Dơ là nó chết. Người ta hỏi rồi nó ăn dơ sao? Không nói có cái lỗ. Có lỗ gì không? Để mua trưa đó, đậm hút, hút ba dơ ra. Cho nó được ra chú là ổng cũng ra vậy. Ra mà ra ít. Làm nước bơ chẳng hạn cái lỗ á. Thì đó, như hủng dưới. Để nó bê dưới. Mà cũng vẫn hút lên. Chứ nó chạy vòng vòng đó, phải hút vô vậy. Mày không chặn chắc nó hút hết trơn luôn. Ra ngoài sông hết luôn. Khó lắm, dễ ăn không? Bán đất như chơi, nuôi đã rồi đất là lấy ra luôn. Dễ ăn lắm. Ai nói dễ đâu, làm cái nào có cái khó có ngàn nói chứ. Rồi giờ không ai mua nữa. Có khi tới lứa không ai mua nữa. Mua ghẻ ghè luôn.
Nó vô nó kéo sống nó chạy oxy đó. Mà dùng này cũng khó ra hả? Đồ ra nó cũng khó hả? Ai mua? Đó, rồi rẻ luôn. Có ra mà điều giá rẻ. Ngon quá cả nhà ơi. Không đủ chi phí. Như là sắp chết rồi. Mai làm ăn nữa được không? Trời, bữa mà ngán. Bữa hả? Này dư chắc kho nữa quá. Kho cũng đỡ rồi, bình thường. Cả nhà thấy chú Hai chịu đẹp trai không? Vậy mà không có vợ cả nhà. Buổi trưa còn hơi cũ chứ, buổi chiều là mới tinh luôn. Đúng rồi, hơi phải vậy thôi. Giờ nào giật nấy mà. Còn cái chuyện thôi. Cho mượn nè. Đúng. Cho mượn thiệt cả nhà, chứ không phải nói dấu không. Giờ đi lấy chưa được. Ta nhậu đưa ta ăn được, ta mới có sức khỏe ngay đúng không? Đúng rồi, mà đi mà không được. Có ai nhiều khi nhậu về chứ không ăn luôn. Không ăn luôn. Chiều nó sụp thẳng mẹ. Lắm như đó. Đó, chiều đó hôm đó vô Tinh Lành có ăn đâu. Chiều đâu ăn cơm, chạy chổng. Rồi, nhậu 6 7 chai. Đang mình ăn không được. Múc chén cháo là húp miếng. Còn mấy đứa múc núm này đầy chén luôn. Núm là núm kia ra đâu ăn. Ăn mà thấy mất kiêng luôn. Không, dịch nướng nướng cao. Mà chấm cao nó y bài ha. Không chạy đâu được ha. Có thiếu cao đâu. Nếu ướp không tới thì đó chấm vô luôn. Nó. Mà cái món này mình phải ăn với lại cao mới đúng bài. Có hai đâu chấm được gì nữa. Mẹ chấm nước tương. Ừ, nước tương. Rồi ông lại chấm muối. Không giống. Đi không có đúng bài nữa không? Rau chín hư bỏ thôi. Thấy con ngoài không đẹp. Đó. Không đẹp tính thường quá. Mà là do cho nó mới không? Mới làm không? Mà sao mới làm mà giờ thấy mà không đẹp cũng quá. Nó trao cho nhỏ nhỏ đỏ cái bộ. Đó, trao trao có 20 trao, trao bông mai á. Mà đúng là đúng chất lượng á. Trao môn rồi đó. Không, ý là trao bông mai là cái hiệu bông mai á. Cái hũ của bà lớn là hũ nhỏ đó, hũ đó. Một hũ nhỏ vậy 15 ngàn. Còn này chào bá luôn 20 ngàn mà giờ thấy không đẹp. Ý là tại hồi trưa ta mua cà đầu rồi, không lẽ không mua chứ thì là nếu không có mua cà thì dưới đầu bắp là tao không có mua đâu. Tao quay ra tao mua ruột rồi. Mà lỡ mà mua ba đầu này trước. Ruột phải mua, tìm mua cho cao. Chứ phải đâu mua. Phải sao ruột rồi phải cà mà muốn mua. Mình mua này lỡ mua rồi mình luộc mình ăn cơm được vậy. Còn cà là mình sắt ra mình chiên ăn cũng chấm nước tương cũng người ta mày dặn vậy phải có thằng này từ dưới đó để thực hiện đúng vậy. Tại người ta phải là biến tấu ra chứ. Chương trình nó ví dụ chương trình nó ra vậy rồi nhưng mà hôm nay trời mưa kế hoạch thay đổi liền phải không, mình nhảy qua một chương trình khác, ta làm cái chương khác. Người ráng nếu mà tao không mua đậu bắp với cà là cũng lòng một phao nè. Ruột bở hết luôn hay gì? Ừ, ruột gà. Bóng hới đẹp. Bà cặp ông Hoàng nữa đó. Đi quá trời. Tính thôi. Bà nào? Bà mới ra. Mần theo nhà luôn. Như sạp. Giờ là theo nhà mà không? Bây giờ là thấy là theo nhà người ta bán. Chứ ông Hoàng, ông quần của anh đó. Nhớ ra. Mấy mẹ thì theo giờ vô. Bán ngày lời mấy triệu bạc. Bán được quá chỗ này chết trắng luôn. Thì kêu ông đổi bán được heo đi. Buôn bán gì đây bữa nào. Nó đồ nó không. Bán hết đồ nó không đem lợi. Ai hỏi gì cũng có chứ. Là thấy ế rồi. Ăn đại đi. Trời ơi đừng có ngại. Thôi cả nhà ơi, nói chung thì hôm nay làm cái món này ăn ngon quá. Chú Hai thì chú ăn cũng ok quá. Ăn nha.
bắt quá trời bắt luôn. Thôi bây giờ mình xin phép kết thúc video đây nha cả nhà. Cho chú Hai chú ăn cơm tự nhiên, cái nhiều khi chú Hai ít làm video không? Bắt quá. Nhiều khi cái quay phim cái chú Hai ăn không có mạnh miệng, không có ngon. Thôi bye bye cả nhà. Hẹn cả nhà ở video sau nha. Cả nhà nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nha với chú Hai nha cả nhà. Xin chào. Bye bye cái coi trời ơi. Bye bye. Nó ăn quá quên.